Ban biên tập xin được gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý khán thính giả đã luôn quan tâm và đồng hành cùng với bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất và chính xác nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế diễn ra trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin 24 giờ với những tin tức về đợt lũ lụt kinh hoàng đang diễn ra tại Trung Quốc. Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua phóng viên được biết từ Cục Cứu trợ Thiên tai của Bộ Nội vụ rằng cơn bão số 5 hiện đã khiến 18 người chết và 44 người mất tích ở tỉnh Quảng Đông. Để đối phó với tình hình thiên tai ở tỉnh Quảng Đông, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia và Bộ Nội vụ đã chuyển đổi phản ứng cảnh báo sớm cứu trợ thiên tai được đưa ra vào thứ năm tuần trước. Thành phần phản ứng khẩn cấp cứu trợ thiên tai gồm 4 cấp vào lúc 23 giờ ngày thứ Bảy. Trên cơ sở nhóm công tác ứng phó cảnh báo sớm trước đó, họ lại cử nhóm công tác của Ủy ban giảm nhẹ thiên tai quốc gia khẩn trương đến vùng thiên tai để kiểm tra tình hình thiên tai, chia buồn với những người bị ảnh hưởng, đồng thời hỗ trợ và hướng dẫn tỉnh Quảng Đông làm tốt công tác giảm nhẹ thiên tai, cứu trợ và tái định cư cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi hệ thống mây lưu thông của cơn bão số 5. Mao Minh, Giang Xi'an, Junfu và những nơi khác ở tỉnh Quảng Đông đã hứng chịu lượng mưa lớn kể từ ngày thứ Bảy, gây ra lũ lụt, lở đất, sạt lở núi và các thảm họa khác. Theo thống kê của Ban Nội chính tỉnh Quảng Đông, tính đến 11 giờ ngày Chủ nhật, mưa bão đã khiến 1,119 triệu người trong tỉnh bị ảnh hưởng, 18 người chết, 44 người mất tích, 31 người bị thương và 83.000 người phải di rời tái định cư khẩn cấp. Diện tích hoa màu bị ảnh hưởng là 223 triệu hecta, trong đó 2.200 hecta bị phá hủy hoàn toàn, hơn 2.000 ngôi nhà bị sập và 7.000 ngôi nhà bị hư hỏng. Thiệt hại kinh tế trực tiếp là 867 tỷ nhân dân tệ. Theo các báo cáo sau thảm họa, Ủy ban giảm nhẹ thiên tai tỉnh Quảng Đông và Sở Dân Chính đã phát động ứng phó khẩn cấp cứu trợ thiên tai cấp độ 2, nhanh chóng cử một đội công tác và điều động khẩn cấp 1.000 giường gấp, 400 lều và 2.000 chăn, mền, giường đến Sơn Giang, Mao Minh và các khu vực khác. Hiện Ban Dân vận vùng thiên tai đã phân phát 5.200 bộ quần áo, 900 chăn mền, 430 lều bạt, 4.570 hộp lương thực khẩn cấp, 2.100 phần thức ăn nhanh, 1.750 hộp nước khoáng, 3.000 cân dầu ăn, 8,5 tấn gạo, 300 hộp đến cứu trợ thiên tai và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Tại làng Songhe, thị trấn Qianbai, thành phố Xinji, một ông lão cõng đứa trẻ trên lưng đi qua ngôi nhà và đất canh tác đã bị lũ lụt phá hủy. Người dân vùng lũ thành phố Cao Châu, tỉnh Quảng Đông đang di chuyển đến khu vực an toàn. Theo Tổng cục Phòng vệ tỉnh Quảng Đông, tính đến 23 giờ ngày thứ Bảy, bão số 5 đã khiến tổng cộng 13 người chết và 33 người mất tích tại ba thành phố Gao Xihao, Xinji và Sangchun của tỉnh Quảng Đông. Nguyên nhân chính dẫn đến thương vong và mất tích là do thiên tai, lũ lụt, thiên tai địa chất, dòng mảnh vụn và các thiên tai thứ cấp khác do mưa xối xả gây ra. Thưa quý vị, Tân Hoa xã Bắc Kinh cho biết, từ 2 ngày qua tại Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác có mưa bão lớn. Theo thống kê sơ bộ của cơ quan quốc phòng, tính đến thời điểm hiện tại, 12 người ở Bắc Kinh và Hà Bắc đã chết hoặc mất tích do mưa bão và tình hình thảm họa chi tiết đang được xác minh thêm. Từ 2 ngày nay, lượng mưa trên cả nước chủ yếu tập trung ở vành đai mưa từ thượng lưu sông Dương Tử đến phía đông bắc. Khu vực có cường độ lớn nhất chủ yếu ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và thượng nguồn sông Dương Tử. Lượng mưa trung bình trên bề mặt là 170mm, lượng mưa điểm cực đại là 460mm, lớn nhất kể từ năm 1949. Bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn, hơn 10 con sông bao gồm thượng lưu sông Dương Tử, trung lưu sông Hoàng Hà, thượng lưu sông Siao, sông Hai He và sông Đại Khánh đã trải qua những trận lũ siêu cấp. Đến 1 giờ ngày Chủ nhật, mức nước đỉnh lũ tại kênh Bắc lưu vực sông Hải là 19,77m, lưu lượng tương ứng là 1.590 m³/giây. Cả về mực nước và lưu lượng đều đứng thứ nhất trong kỷ lục đo đạc kể từ khi thành lập Trung Quốc mới. Vào thời điểm đó, mực nước tăng lên 19,22m và tốc độ dòng chảy tương ứng là 555 m³/giây. Cả mực nước và tốc độ dòng chảy đều được xếp hạng đầu tiên kể từ khi hồ sơ đo lường thực tế bắt đầu vào năm 1958. Theo thống kê, trong quá trình cứu hộ và cứu trợ thảm họa mưa lớn, Bắc Kinh đã điều động tổng cộng 12.000 lực lượng cứu hộ thoát nước khẩn cấp và quân đội túc trực, 510 phương tiện kiểm tra đường bộ và tổng cộng hơn 1 triệu mét khối nước ngập úng đã được thoát. Về cơ bản, nước ngập úng đã được loại bỏ trong 6 giờ và 30.695 người ở các khu vực dễ bị lũ lụt và lở đất đã được di rời khẩn cấp. Hơn 70.000 người đã được di rời đến Bảo Định, Thừa Đức và các khu vực khác bị lũ lụt đe dọa. Ở các tỉnh Hà Nam, Hà Bắc có hơn 5.600 người dân được tổ chức tuần tra bờ kè để kiểm tra mức độ nguy hiểm và giải cứu cảnh quan Dinh Sibo. Hơn 100 du khách bị mắc kẹt trong khu vực. Ngoài ra, cơn bão nhiệt đới số 6 năm nay dự báo sẽ đổ bộ dọc theo bờ biển phía đông của Hải Nam đến phía tây Quảng Đông từ tối thứ hai đến rạng sáng thứ ba.
bị ảnh hưởng bởi bão số 6, dọc theo bờ biển phía nam của Trung Quốc sẽ có mưa to đến rất to từ đông sang tây, trong đó có mưa lớn ở các vùng phía tây của Quảng Đông, bắc của Hải Nam và Nam Quảng Tây. Bộ Tư lệnh Quốc phòng đã ban hành thông báo tới 4 tỉnh thuộc khu vực Hải Nam, Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, cũng như Bộ Tư lệnh Phòng thủ sông Châu Giang và Thái Hồ để sắp xếp và triển khai công tác phòng chống trước bão. Kính thưa quý vị khán giả, vào hôm thứ Bảy vừa qua, mưa lớn xảy ra ở Bắc Kinh. Vào khoảng 19 giờ, Sở Cứu hỏa nhận được báo động rằng cơ sở của Học viện Quân sự Thanh niên Hồ Thanh Long ở quận Phòng Sơn, Bắc Kinh đã bị lũ lụt bao vây. Sở Cứu hỏa đã khẩn trương huy động một đội gồm 50 người đã lên đường giải cứu. Qua kiểm tra xác minh của lực lượng cứu hộ tại chỗ, có tổng cộng 350 sinh viên và 40 cán bộ giảng viên bị mắc kẹt. Sau khi được các cán bộ, chiến sĩ phòng cháy chữa cháy sơ tán, những người bị mắc kẹt đã được đưa vào hai điểm tập trung an toàn và những người mắc kẹt đã ổn định tinh thần. Do tình hình tại hiện trường phức tạp và bức đức dâng cao, chúng tôi chỉ có thể đợi thiên tai dịu bớt rồi mới sơ tán. Cũng do Tân Hoa xã Bắc Kinh ngày Chủ nhật đưa tin, từ chiều ngày thứ Bảy đến sáng sớm ngày Chủ nhật, ở Bắc Kinh đã xảy ra một trận mưa to đến mưa cực. Phóng viên được biết từ trụ sở phòng chống lũ lụt Bắc Kinh rằng tính đến 11 giờ ngày Chủ nhật, ở Bắc Kinh đã xảy ra 3 thảm họa địa chất và chưa có báo cáo về trường hợp tử vong do thảm họa địa chất. Được biết, 3 thảm họa địa chất là thảm họa lở đất ở chùa Si Hoang Hu, Su Phu, thị trấn Si Gia Linh, huyện Phòng Sơn, khiến một người bị thương và một người bị mất tích. Thảm họa sạt lở đất ở khu thắng cảnh Nia Su Linh, thị trấn Hà Bắc, huyện Hoài Nhu, một vụ lở đất đã xảy ra khoảng cách 10.000 km, nhưng nó không ảnh hưởng đến việc đi qua đường cao tốc Bắc Kinh-Tây Tạng. Hiện chưa có trường hợp tử vong nào tại đây được báo cáo. Tính đến 11 giờ, tổng cộng 56.933 người đã được chuyển đi ở Bắc Kinh, trong đó 20.990 người được chuyển đến từ quận Phòng Sơn, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Được biết, lượng mưa đã khiến 63 con đường chính ở Bắc Kinh bị ngập nước, 30 đoạn đường bị ngập nước hơn 80cm, 31 con đường bị sạt lở và 1.105 ngôi nhà gỗ bị hư hại. Liêu Hồng Wai, phát ngôn viên của trụ sở kiểm soát lũ lụt Bắc Kinh cho biết, trận mưa xối xả cực kỳ lớn, khởi phát mạnh, cường độ cao, phạm vi rộng và kéo dài. Cũng trong sáng ngày Chủ nhật, hơn 300 học sinh tiểu học và trung học cơ sở bị mắc kẹt do lũ lụt ở thị trấn Quynh Long Hu, quận Phòng Sơn, Bắc Kinh lần lượt được di chuyển bằng thuyền cứu hộ. Tại hiện trường, phóng viên được biết 351 sinh viên bị mắc kẹt và hơn 60 giảng viên, trong đó có 6 giáo viên người nước ngoài đều trong tình trạng an toàn. Vào ngày thứ Bảy, Bắc Kinh có mưa lớn, cơ sở của Học viện Quân sự Thanh niên Trung Quốc ở thị trấn Quynh Long Hu, quận Phòng Sơn bị lũ lụt bao vây. Và đêm hôm đó, tất cả giáo viên và học sinh của trường đều bị mắc kẹt trong trường. Phóng viên đến hiện trường vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày Chủ nhật thì thấy bức tường một bên của trường đã bị cuốn trôi, một đại dương bao la nước giữa cổng trường và tòa nhà chính, và một số nhân viên đang đứng trong làn nước sâu đến thắt lưng. Trước cổng trường, lực lượng cứu hộ từ nhiều phía như công an, phòng cháy chữa cháy, quân đội đang tập trung chờ lệnh. Theo lực lượng cứu hộ, các em học sinh được chuyển lên khu ký túc xá tầng 2 và tầng 3 của trường để ngủ. Đến rạng sáng, các em sẽ được chuyển ra bên ngoài trường. Vào khoảng 4 giờ sáng ngày Chủ nhật, lực lượng cứu hộ đã bắt đầu vận chuyển nước khoáng, bánh mì, xúc xích, xăm bông, sữa và thực phẩm khác đến trường bằng thuyền. Vào khoảng 6 giờ 15, 3 học sinh đầu tiên được đón bằng thuyền và được đưa đi bởi các phụ huynh của họ đến đón. Khoảng 7 giờ 40, hơn 20 sinh viên từ Quảng Đông được chuyển ra ngoài và đưa về các khách sạn ở trung tâm thành phố Bắc Kinh. Sau đó, những học sinh khác cũng lần lượt được chuyển ra ngoài. Phóng viên lội vào trong khuôn viên thì thấy khuôn viên ngổn ngang, bùn đất vương vãi khắp nơi. Giáo viên và học sinh đều tập trung trong khuôn viên chờ đợi được di chuyển. Liu Jiangshan, người đứng đầu cơ sở của Học viện Quân sự Thiếu niên Trung Quốc, nói với phóng viên rằng những sinh viên này đến từ Bắc Kinh, Quảng Đông, Chiết Giang, Hà Nam và các tỉnh, thành phố khác, và hầu hết họ đến đây để tham gia trại hè quân sự mùa hè. Khi lũ lụt vào hôm thứ Bảy, học sinh đang ăn tối trong nhà ăn. Nhà trường lập tức tổ chức cho giáo viên chuyển học sinh về ký túc xá tầng 2 và tầng 3, mất khoảng 2 tiếng đồng hồ mới chuyển xong. Không có giáo viên hay học sinh bị thương. Anh Si Hao, phụ huynh của một học sinh đến từ Chiết Giang, nói với phóng viên rằng anh vừa đưa đón con vào trưa ngày thứ Bảy, nhưng bất ngờ xảy ra lũ lụt vào buổi tối. Rất may đứa trẻ vẫn bình an vô sự. Tính đến thời điểm hiện tại, việc chuyển học sinh vẫn đang được tiến hành. Theo tin tức của Đài Tiếng Nói Trung Quốc, kể từ hôm thứ Bảy, một dải mây mưa lớn đã cố thủ như một con rồng khổng lồ ở các khu vực phía Tây Nam đến Đông Bắc trên bầu trời của đất nước tỷ dân. Hầu hết các khu vực phía Bắc, Đông Bắc của Trung Quốc, phía Đông và phía Nam lưu vực Tứ Xuyên liên tiếp có mưa lớn. Mưa lớn xảy ra còn xảy ra ở một số khu vực khác. Bắc Kinh, Cam Túc, Tứ Xuyên, Thiểm Tây, Thiên Tân và nhiều nơi khác hứng chịu mưa lớn. Bắt đầu từ khoảng 10 giờ sáng ngày hôm qua, mưa lớn đã ập xuống toàn thành phố Bắc Kinh. Tính đến 11 giờ đêm qua, lượng mưa trung bình ở khu vực nội mông Bắc Kinh đạt 196mm, vượt xa mức 72mm của trận mưa xối xả năm ngoái. Trong đó, điểm có lượng mưa lớn nhất là Tuoli, quận Phang Sang đạt 366mm. Theo Cục Khí tượng Bắc Kinh, đây là lượng mưa lớn nhất trong vòng 61 năm kể từ khi Bắc Kinh có hồ sơ quan trắc khí tượng vào năm 1951, và Bắc Kinh đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam đầu tiên trong lịch sử vào ngày hôm qua. Cơn mưa cuối tuần qua đã mang đến nhiều rắc rối cho Bắc Kinh, trước hết là ảnh hưởng của việc đi lại của người dân. Từ vành đai 2 đến vành đai 4, nhiều cầu vượt trũng thấp bị ngập, giao thông gián đoạn,
một số đoạn đường bị nước sông tràn vào, một số cộng đồng dân cư bị ngập lụt nghiêm trọng và hàng trăm ô tô bị ngập nước. Theo Cục Kiểm soát Giao thông Bắc Kinh, tình trạng đường xá xấu khiến cho hệ thống xe buýt mặt đất ở Bắc Kinh hôm qua gần như bị tê liệt. Nhiều người chuyển sang các ga tàu điện ngầm gần đó để đi tàu điện ngầm. Trên tuyến sân bay dẫn vào sân bay thủ đô, tàu điện ngầm bị mất điện do nước mưa ngập tấm cảm ứng tàu điện ngầm, khiến cho một số đoạn đường bị đình trệ nhưng đã sớm hoạt động trở lại. Ngoài giao thông, mặt đất gần như tê liệt, tình hình giao thông hàng không cũng hết sức nghiệt ngã. Theo báo cáo, bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, hơn 500 chuyến bay đã bị hủy hoặc hoãn tại sân bay thủ đô vào ngày hôm qua và hơn 8.000 hành khách khác đã bị mắc kẹt tại sân bay. Tính đến 3 giờ sáng nay, sân bay thủ đô đã bị hủy 545 chuyến bay, 28 chuyến bị hoãn hơn 1 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy để lại trong phần bình luận phía bên dưới video hoặc là viết thư cho chương trình. Một lần nữa, thay mặt cho ekip làm chương trình, Thúy Vân xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc tràn đầy năng lượng và hiệu quả. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.